Ôi trời, hello xin chào tất cả mọi người. Nay chính thức là cập nhật mới rồi các bạn ơi. Trời ơi xịn chưa? Mới vô là con cá nhà táng nó phóng lên rồi. Ui xịn quá à. Hôm nay chúng ta có 6 thằng cá mới nha. Thì đầu tiên để mình coi coi sẽ có các cái nhiệm vụ này mọi người. Thì những cái nhiệm vụ này là mình phải hoàn thành để nhận cái bộ đồ nha. Đây bộ đồ này nè mọi người, khá là cute luôn ha. Nhớ là mình nhận hết nhiệm vụ này để hoàn thành bộ đồ nha. Thì tất cả các nhiệm vụ trong đây đều có phần thưởng riêng biệt hết. Mọi người mà hoàn thành xong thì nhận nè. Các bạn thấy không, cái nhiệm vụ này thì nhận được 5 kim cương lận, rất là nhiều luôn. Và ở phía trong cửa hàng ngày hôm nay của chúng ta có cái gói mới nè mọi người. Đó, hậu vệ của Viking. Nhìn khá là hùng hổ ha, có rìu rồi nữa. Thì một lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem. Ở phía bên dưới đây là có ra cái gói cụ bà tốt bụng và ông cụ bánh bao. Trời ơi, hai gói này là rất cần cho những cái MV nha. Đó, thì các bạn có thể săn hai cái gói này. Nhìn khá là dễ thương luôn, vintage nè. Thì một lát nữa mình cũng sẽ săn luôn. Từ từ hôm nay vô là mình sẽ quan sát review trước cái đã. Còn ở phía bên dưới này là một cái hộp bốc thăm nail phép thuật. Cái đặc biệt ở đây là cái nail các bạn. Trời ơi, một lát nữa là tôi cũng sẽ bốc thăm luôn. Giờ là mình nhận phần thưởng bảo trì nè. Mở ra 77 là ngon. Trời ơi, thêm số 7 mới sao là được rồi. Hộp thứ hai nha, hộp thứ hai. Nhiều đây, nhiều đây. Mở ra. U là trời, hai cái 7 này gộp lại là hay biết mấy không, ai ngờ đâu á. Ở đây có một cái chỗ tham quan thủy cung, thì các bạn sẽ bấm vô rồi file thông tin. Rồi các bạn bấm vô cái chỗ đi tới thủy cung là sẽ dẫn chúng ta đi cái tới một cái chỗ mới luôn, thủy cung nha mọi người. Ở đây á, thì các bạn có thể trưng bày các loại cá nè, rất là nhiều luôn. Nhưng mà trước tiên để trưng bày á, thì các bạn phải mở ra những cái thủy cung này trước đã. Mà mở ra thì sẽ có những cái điều kiện nha. Rồi, rất là nhiều luôn nè mọi người thấy không. Để mà trưng bày thì chúng ta phải bấm vô đây. Mà có phải có những cái vật liệu để chế tạo nha mọi người, thì mới có thể trưng bày được những con cá trong đây. Trời ơi xịn nha. Ai mà có nhiều cá chắc vô nhìn léo mắt luôn á trời. Mà rất tiếc là tôi chưa có con nào. Nhưng mà các bạn phải tham quan thủy cung nha. Tại vì khi mà các bạn vô đây á, là các bạn đã có một cái hoàn thành nhiệm vụ cái đầu tiên rồi đó. Đó, tại vì có nhiều bạn là không biết cái đường đi vô thủy cung ở đâu đúng không. Thì các bạn nhớ nhấn vào thông tin profile thì các bạn sẽ được đi tới đây. Sau khi mà vô thủy cung thì các bạn đã hoàn thành một cái nhiệm vụ đầu tiên, nhận được 3 kim cương. Đó, lên gần nửa cây quà luôn mọi người thấy chưa. Lên gần nửa cây luôn. Tiếp đến thì mình sẽ đi bán cá nè. Rồi bốc thăm nha. Xong rồi mình lại cái chỗ đằng đây mình bán cá. Và cái chỗ mua cần á, thì ở trong cái khu nghỉ dưỡng nha mọi người, chứ không có bán ở đây. Ở đây là toàn là cần cũ thôi. Các bạn muốn mua cần mới thì các bạn vô trong khu nghỉ dưỡng á. Giờ mình bán một số con cho đủ 10.000 tiền sao cái đã. Thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ cái thứ hai rồi. Ok la luôn đó, mới hoàn thành nhiệm vụ luôn đó mọi người. Vô đây là bấm nhận thôi. Trời ơi, xong cái hộp đầu tiên mọi người thấy chưa. 35 nha. Ồ, ở cái hộp này chúng ta nhận được một chiếc mắt kính với lại là một đôi dép. Chỉnh so. Cái hộp thứ hai, hộp thứ ba là chắc nhận được bộ đồ với lại cái mũ. Ôi chù cha, cái này hơi khó rồi nha, chụp ảnh cá khổng lồ. Cái này phải săn cá khổng lồ các bạn à. Thì 6 con cá này á, là 6 con cá mà mình đã đăng video short ở trước đó cho mọi người xem rồi đó. Bao gồm những cái vị trí luôn, các bạn có thể vào đó coi hoặc là xem trên kênh TikTok của mình nha mọi người. Rồi và bây giờ mình sẽ đi ra đây mình câu thử cá nè. Quên, tôi phải mua cần đó anh em à. Đây, rồi mình mua cái cần này nha, 30 kim cương. Xong hồi nãy mấy đứa báo nó rủ mình ra đây câu. Cái gì mà mình nghe nói là 20 cái bóng sáo luôn. Chấm hỏi. Rủ mình nó nói là cái vị trí này rất là đặc biệt luôn. Cái map này nè, câu rất nhiều bóng sáo luôn. Thì để mình xem mà mình câu được nhiều bóng sáo hay không nha. Ui anh em, bóng sáo này kìa. Ủa sao nhiều bóng sáo vậy? Trời ơi. Là sao? Ủa tôi mới vô tôi hơi bị lú nha. Tôi nhớ là bóng sáo là những con cá. Bao gồm 6 con cá mà hầu như là nó ở ngoài khơi. Nó rất là xa khơi luôn. Ủa là sao? Rồi xong lú thật sự luôn. Ví dụ rồi. Trời ơi cái đứa kia nó dụ mình. Thật ra là mình phải câu cái mọi câu luyện tập này nó mới lên bóng sáo mọi người. Mà bóng sáo này là bóng sáo kiểu không có cá nha, chỉ là luyện tập thôi. U là trời ơi. Ổng ma vậy. Hèn gì nó lên bóng sáo liên tục luôn mọi người à. Trời ơi. À nhưng mà cái này mình luyện tập nha. Cái này câu kiểu như là các bạn đợi con cá nó chạy xong rồi các bạn bấm liền. Đó như mình là mới vô lú không biết chơi đó, bị rớt rồi thấy không.
Nhưng mà trước tiên á thì mọi người nên tập luyện trước cách câu làm sao á, nếu mà mình quen dần. Thì giờ mình đang tập luyện nè, hồi nãy giờ câu chưa được. Thử coi con này mình coi mình biết cách bấm hay không nha. Thì mình thấy là kiểu giống như là con cá nó chạy là mình phải bấm liền á các bạn. Chạy là bấm liền, phải canh. Trời ơi, nếu mà câu thiệt chắc rung nha, rung nha. Rồi nó chạy nè mọi người. Cái dây màu đỏ thì chúng ta không nên bấm nha. Từ từ để nó chạy rồi mình bấm. Lúc đầu mình bấm sớm á, nó kêu chờ á. Đó, mình canh canh nó chuẩn bị chạy bấm nè. Trời ơi, nó chạy nó giật các bạn ơi. Con này nó mạnh quá. Mấy con cá mập, cá hẹp, cá voi rồi đó. Nó mạnh lắm luôn. Câu con này chắc rung xỉu luôn á. Sợ nha. Trời ơi, nó mạnh quá trời. Chắc phải chỉnh cho hoặc sumo quá mọi người mới nghĩ lên nổi. Không lên luôn cơ. Lâu nha, câu con này cũng khá là lâu luôn. Kéo mình đi. Ý. Trời ơi, cái này là câu thử thôi đó mọi người. Câu thử thôi đó. Thử coi lên món gì nha. Trời ơi, nó mạnh cơ. Chưa lên luôn mọi người à. Nãy giờ kéo mà chưa lên. Ý. Đi khá là xa rồi. Trời ơi, chưa chịu lên. Lên chưa? Chạy đâu cho thoát. Trời ơi, ui. Ủa, vậy là lên chưa? À, lên rồi nè. Cái gì? Robot luyện tập bị hỏng. Ủa, là sao? Mở ra. Cái này có cái hộp gì hả ta? Trời ơi, tôi tưởng nhiều lắm má ơi. Tôi tưởng nhiều lắm đó. Chỉ có một liền sai thôi trời. Không được 10 nữa. Chấm hỏi. Rồi. Ồ là trời, và sao mà hồi câu tôi mới phát hiện là nó hay ra cái robot đó lắm nha mọi người. Nếu mà các bạn nghĩ lên là nó ra cái robot không đó. Cái này là tập luyện mà, cái không phải là câu thiệt cho nên là nó không có cá. Quả chạy đầu thì nãy đứa nào tinh bi nó dụ tôi ra đây nè. Trời ơi, tôi tưởng đâu có nhiều cá, tôi thấy sai sai rồi. Phải ra xa khơi mới có. Ồ là trời. Đó, sau một hồi mà dùng mọi câu thì các bạn nhận được thêm cái phần thưởng này nữa nè. Rồi, đạt mục tiêu 100 nha, lên. Cái này thì mình phải trưng bày cá trong thủy cung nè, rồi chụp ảnh cùng các khổng lồ. À, cái này bốc thăm được nè mọi người, bốc thăm nha, mình sẽ vô mình bốc thăm. Oai, một chiếc dài hả? Một chiếc dài. Trời ơi, chiếc dép ngon. Mới vô được trang phục rồi. Xong rồi mình để con cá ở đây đó, hợp lý liền. Còn 5 phiếu mình bốc thăm luôn. Mà hồi cái ạc kia có khoảng 50 phiếu nha các bạn. Đó, trời ơi, hết vậy. Trời ơi, mới vui ra cái đồng đó nè, nguyên một đồ luôn rồi. Còn 50 phiếu thì mình sẽ bốc thăm sao nha. Test nhân phẩm. Ôi, wow, cái tóc luôn nè. Tóc hai sừng nha, viếp. Ủa sao hên đi ta. Trời ơi, lần này mà cái mỗi neo rất là hợp lý luôn á. Thôi không có hên vậy. Làm gì mà hên hoài đúng không. Nè nãy full luôn rồi. Tóc, bộ đồ, đôi dép có đầy đủ luôn. Rồi không ra mỗi neo rồi. Còn một cái duy nhất thôi. Ra mỗi neo cái nào hết hồn nè. Thôi không ra mọi người. Ok, nhưng mà kiểu 6 phiếu như vậy là cũng khá là hên rồi đúng không. Bốc thăm này mình sẽ bốc thăm sau. Và bây giờ thì tôi đi săn cá đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Bye bye.